Hello, xin chào anh chị và các bạn. Như đã hứa với anh chị và các bạn về cái việc đó là làm một cái video nói về câu chuyện là khi nào thì thị trường bất động sản sẽ giảm giá mạnh hoặc là sẽ sụp đổ. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Thắng sẽ trao đổi với anh chị và các bạn về việc này. Thì thưa với anh chị, thưa các bạn, là cái việc mà đoán thị trường bất động sản khi nào mà nó đi vào cái giai đoạn gọi là giảm sâu hay còn có thể nói là sụp đổ thì thực sự là điều rất là khó. Lý do tại sao lại là khó là bởi vì đây là một trong những cái hàm rất là nhiều biến số, và khi mà nó nhiều biến số như vậy thì để đoán đúng, đoán trúng và định được chính xác cái thời điểm là điều thực sự là không thể. Nhưng mà vẫn phải làm, bởi vì là làm công tác dự báo thì buộc là phải làm thôi, buộc là phải đưa ra những cái dự báo nhất định để có thể là giúp anh chị và các bạn có thêm cái góc nhìn. Thì trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì Thắng sẽ đưa cho anh chị và các bạn một cái góc nhìn liên quan đến cái việc đó là lịch sử thì trong cái giai đoạn trước 2007-2008 thì thị trường bất động sản Việt Nam nó dịch chuyển như thế nào, nó có giảm không và nó giảm khi nào thì nó mới giảm, để cho anh chị và các bạn có thêm cái góc nhìn như vậy. Và chúng ta cũng đánh giá xem là thị trường bất động sản Việt Nam thì trong những thời gian gần đây thì nó dịch chuyển ra làm sao, nó có cái khuynh hướng của câu chuyện giảm giá hay không. Thắng đang đi ra gần một cái bờ sông, gần sát một cái bờ sông, thì Thắng sẽ quay cái bờ sông để nói chuyện cho anh chị và các bạn dễ hơn, bởi vì việc quay mặt Thắng thì nó cũng không đem lại cái việc mà hàng ngày cũng đã quay mặt rồi. Đến hôm nay thì Thắng sẽ không quay mặt nữa, quay bờ sông cho nó đẹp anh chị và bạn ha. À, 10 năm về trước á, thì chúng ta thấy được một cái câu chuyện đó là thị trường bất động sản Việt Nam cũng có một cái đợt tăng giá rất là mạnh. Sau khi thị trường bất động sản Việt Nam tăng giá từ năm 2005 đến năm 2008 thì thị trường gặp một cái tình trạng khó chung với lại khủng hoảng kinh tế toàn cầu, và nó được gọi là khủng hoảng nhà đất Mỹ. Và thị trường chứng khoán Việt Nam thì giảm rất là sâu trong cái giai đoạn đó. Thị trường bất động sản thì năm 2008, cuối 2008, đầu 2009 cũng gặp một vài cái tình trạng có tính chất tương tự như vậy. Và cái tình trạng có tính chất tương tự như vậy thì nó diễn ra như thế nào? Nó diễn ra như thế này này anh chị và các bạn, đó là 10 năm trước ấy. Thì là khi mà thị trường bất động sản gặp cái câu chuyện là nó bắt đầu giảm giá, bắt đầu có những cái gọi là những cái giao dịch ở một số các cái khu vực thì nó chậm lại, và những cái khu vực, những cái vùng mà tăng giá mạnh nhiều trước đó thì bắt đầu nó có khuynh hướng là giảm trở lại từ 10 tới 15%. Còn lại thì phần lớn thị trường gần như là không có cái việc suy giảm, hay có thể nói cách khác là gần như là không giảm. Nó không giảm nhưng mà nó bất động anh chị bạn, nó bất động kể từ năm 2009 tới tận năm 2011. Và cái việc bất động đó nó đã gây ra cái tình trạng gì? Đó là nó đã gây ra một cái tình trạng rất là dở hơi, đó là với những người mà có tiền tươi thóc thật á, đó là những người gọi là tiền thịt á, thì họ không hề, gần như chẳng bị ảnh hưởng mấy, bởi vì họ đâu có bị chịu cái áp lực về cái câu chuyện rút vốn cũng như là cái câu chuyện lãi đâu. Nhưng mà với những người mà trước đó thì đầu tư theo kiểu tức là có một đồng vốn nhưng mà vay thêm 4 đồng vay, và đầu tư theo kiểu là 20% vốn, 80% vay, hoặc là 30% vốn, 70% vay, thì chỉ trong vòng khoảng tầm từ 1 tới 3 năm thị trường bất động thôi, tức là không tăng giá như kỳ vọng, thì hàng năm cái phần tiền vay và 70 hoặc 80% hoặc là nếu mà ít hơn thì từ 50 đến 60% họ vẫn phải chi trả, họ vẫn phải trả tiền lãi. Và mức lãi tại những cái thời điểm năm 2007, 08, 09, 10, 11, 12 là những năm mà có một số năm trong đó thì nó tăng mức lãi lên tới tận 20% anh chị các bạn, thậm chí cao hơn trong một vài năm. Và tính cái mức lãi trung bình tại giai đoạn đó thì tôi có thể cho anh chị biết một số liệu, nó nằm ở khoảng đâu đó 14%.
với 14% một năm cho từ năm 2009 đến năm 2011, để 9, để 10, 11, 3 năm thôi. Thì anh chị và các bạn dùng cái phép tính thô sơ thông thường thôi, thì chúng ta đã có thể nhìn ra và đã thấy được rằng là những cái nhà đầu tư mà gọi là những nhà đầu tư thứ cấp, đầu tư theo kiểu là gọi là có sử dụng đòn bẩy để mua bán á, thì đã phải chịu một cái mức thiệt hại không hề nhỏ một chút nào. Nó nằm ở đâu đó khoảng tầm là 4 x 3 là 12, 1 3 là 3 thì khoảng tầm 42%. 42% mà vốn gốc của họ thì có quá là ít. Thì đến cái đoạn khoảng tầm 30% thiệt hại thôi thì nó đã bắt đầu ảnh hưởng tới cái phần vốn gốc và dễ bị ngân hàng siết nợ. Nó giống như cái tình trạng hiện nay của một số cái bạn mà trước đây, vì là cái gọi là cái app công nghệ Uber, Grab á, là nó phát triển nở rộ và kiếm tiền rất dễ. Khi mà giai đoạn đầu Uber và Grab họ hỗ trợ một cái lượng tiền gọi là tiền tỷ lệ chia cho tài xế rất là cao, thì những người ban đầu mới tham gia thì kiếm được cái lợi ích rất là nhiều và đã về để mời chào gia đình và mọi người cùng tham gia, bởi vì kiếm ăn được thì tội cái gì mà không tham gia. Nhưng khi mà đến cái giai đoạn gần đây đấy thì Uber và Grab gặp phải cái tình trạng tức là khách hàng không có và gặp phải một tình trạng khó khăn, thì những người vay nợ và cắm cái gọi là cái giấy đăng ký xe cho ngân hàng thì gần như là dễ gặp phải tình trạng đó là ngân hàng hoặc là phải gia hạn thời gian nợ và giảm bớt cái tỷ lệ lãi, hai nữa là thu hồi xe về và bán thì cũng chả ai mua. Thì cái câu chuyện bất động sản nó cũng hoàn toàn tương tự như thế. Để ví dụ anh chị dễ hiểu, thì sau khoảng từ 1 đến 3 năm, mỗi năm chịu một cái mức gọi là mức lãi không hề dễ chịu một tí nào, thì sau 3 năm thì những ông mà vay á thì sẽ khốn, dễ sẽ trở thành những miếng đất đó sẽ trở thành nợ xấu. Và ngân hàng thì chả có thằng ngân hàng nào muốn đem về để mà đi gọi là đấu giá bất động sản đâu, và cũng chả có ngân hàng nào muốn đem cái tài sản đó về để mà gọi là giống như là xử lý cái khoản nợ đâu. Nhưng ngân hàng nó sẽ ép và tìm mọi cách để cho cái người đầu tư phải bán ra để thu hồi nợ, bởi vì là cái phần mà vốn gốc của họ thì gần như là đang bị đe dọa có thể sẽ mất trong 1 đến 2 năm. Vậy nên người ta mới hay nói một cái câu chuyện nó bất động sản tức là bất động anh chị bạn. Bất động khi mà nó bình thường nó giao dịch rất là tốt, tăng giá thì ôi trời ơi nó tăng quá trời luôn. Và có nhiều người thì giàu lên nhờ bất động sản, đôi khi thì cũng chả cần phải nhiều trình độ lắm đâu. Cứ đi làm cò rồi sau đấy là cứ đặt cọc đại đi, sau đấy vài bữa thì giá nó tăng, sau đấy sang tên cho người khác kiếm vài trăm dễ dàng. Nhưng đến cái thời điểm bất động sản năm 2009, 2010, 2011 á, 3 năm đấy nó cũng khó. Nó khó thì thành ra là những ông nào càng là gọi là liều thì càng mất nhiều, và thậm chí liều là mất hết. Thì nó chỉ cần đóng băng, tức là nó không dịch chuyển, không tăng giá, không giảm giá, nhưng mà lãi thì vẫn phải chịu. Và cuối cùng thì khi chịu không được nữa thì ngân hàng nó ép phải bán cái tài sản nó ra. Thì đó là tình trạng của bất động sản. Phải đến những năm cuối cùng khi mà những nhà đầu tư thứ cấp không chịu được cái việc phải đóng lãi thường xuyên thì sẽ phải bán ra, và nó giảm giá đâu đó trong vòng từ 6 đến 8 tháng. Tôi nhớ không nhầm thì giai đoạn thị trường bất động sản khó khăn nhất và giảm giá rất là sâu, khoảng đâu đó 25-30% của giai đoạn 2007-08. Đó chính là năm 2010, nửa cuối năm 2011, đầu năm 2012. Chứ nó lại không giảm giá giống như chứng khoán trong giai đoạn 2008-09. Năm 2008 chứng khoán giảm rất là mạnh, nhưng bất động sản thì không, bất động sản thì đóng băng. Và vậy thì quay lại câu chuyện của chúng ta hiện nay, thị trường bất động sản như thế nào? Nhiều người vẫn chứng minh với Thắng rằng là bất động sản có giảm đâu, nhiều vùng vẫn tăng kìa, bất động sản khu công nghiệp vẫn ngon kìa, nhiều nơi ở các tỉnh lẻ vẫn ok kìa. Ok, tôi đồng ý với tất cả anh chị và các bạn là bất động sản vẫn ngon, tỉnh lẻ vẫn ngon, khu công nghiệp vẫn ngon. Ok, nhưng Thắng nhìn ở góc nhìn của kinh tế và cuộc sống là nhìn ở một góc độ tổng quát, nhìn ở một cái góc độ nào đó nó mang tính chất gọi là vĩ mô hơn một chút. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nếu tính chung toàn thị trường cả nước thì chúng ta thấy bất động sản hiện nay đang đi vào một cái giai đoạn rất là khó khăn hơn. Hay không muốn nói là hiện nay đang đi vào cái trạng thái bất động. Bất động tức là ít giao dịch, không có nhiều người. Người xem thì nhiều nhưng người mua thì không có nhiều mấy. Có tiền, nhàn rỗi mà. Các doanh nghiệp hiện nay dòng tiền dương không đi vào sản xuất nhiều lắm thì đem đi tìm kiếm. Nhưng khác với lại chứng khoán thì bất động sản nó có một cái đặc điểm rất là đặc thù, đó là chúng ta nên nhớ rằng là chứng khoán thì có thể mua ngay bán ngay, rút tiền ra rất là nhanh, nó có tính thanh khoản rất là lớn. Và mua chứng khoán một phần nào đó, cái tính thanh khoản của thị trường chứng khoán tốt dẫn đến câu chuyện nó đóng vai trò tài sản chứng khoán là tài sản tương tự và có tính chất gọi là dễ thanh khoản như là vàng và tiền mặt.
Còn bất động sản thì khác nha. Bất động sản mua vào rồi á, bán ra được là một câu chuyện cực kỳ khó, không phải ai cũng có thể làm được. Và người ta đi xem nhưng mà giải ngân thì chắc chắn là sẽ chưa, và nó sẽ đẩy thị trường bất động sản gặp khó trong giai đoạn sắp tới. Đó là do nhà đầu tư có thể xem nhưng không mua, và chỉ cần 1 tới 3 năm giống như tình trạng tương tự thì tình trạng bán tháo trên thị trường sẽ diễn ra. Đó là dự báo. Và dự báo thì để tham khảo, không phải là để đưa quyết định đầu tư. Ai muốn hiểu sao thì phải hiểu thì tùy thôi. Nhưng đó là cái góc nhìn của Thắng, góc nhìn của kinh tế và cuộc sống, để anh chị và các bạn sẽ biết được rằng là tại sao bao nhiêu năm như vậy, từ 2018 đến nay bất động sản nó có giảm đâu mà ông suốt ngày hôn thị trường bất động sản gặp vấn đề. Gặp vấn đề đó là nó chả cần giảm, nó chỉ cần không cần giao dịch nhiều nữa. Nó chỉ cần giao dịch một ít thôi, và đôi khi là cái thanh khoản á, thanh khoản nó chậm lại một chút và thị trường bất động sản đi vào cái trạng thái tức là bất động thôi, thì đã là rất là khó chịu rồi. Nhiều người vay tiền để đầu tư là đã phải đóng lãi, đã phải muốn ọc ra rồi. Mà đặc biệt những cái ông mà vay lãi nhiều á, kiểu như có khoảng 1 tỷ thôi nhưng mà lại vay lên tới khoảng 5 tỷ nữa để đầu tư á, thì 6 tỷ đem đi đầu tư, thị trường nó chỉ cần đứng yên lấy một thời gian thôi, thì 5 tỷ đi vay mỗi năm đóng lãi bao nhiêu phần trăm anh chị biết rồi đấy ạ? 14%. Tôi tính con số 10% cho nó dễ, thì vay 5 tỷ mỗi năm là đóng 500 triệu. Đó, anh chị và bạn thấy không? Đóng 500 triệu thì chỉ cần 2 năm thôi đã mất 1 tỷ tiền lãi rồi. Mà vốn gốc thì có đâu có 1 tỷ thôi thì ngõm thôi. Bất động sản nó bất động một thời gian như vậy là đã ngõm mất rồi. Đó là câu chuyện mà Thắng muốn chia sẻ, muốn trao đổi với anh chị và các bạn, và hy vọng rằng nó đem lại một cái góc nhìn khác cho anh chị và các bạn trong cái câu chuyện đầu tư, cũng như là với những người mà không sử dụng quá nhiều đòn bẩy margin thì cũng không quá e ngại lắm, nhưng với những người mà sử dụng đòn bẩy margin thì cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trong những cái thời điểm mà chúng ta còn nhiều cơ hội để có thể gọi là cơ cấu lại cái tài sản của mình, giảm thiểu những cái tài sản kém thanh khoản, gia tăng các tài sản nhiều thanh khoản hơn, hoặc là quy thành tiền mặt, hoặc là nhiều người dùng giải pháp là đầu tư ngắn hạn vào thị trường chứng khoán thì cũng không phải là cái kênh đầu tư tồi, bởi vì nó là một trong những cái kênh mà có thể rút tiền ra rất là nhanh, mua vào sau đấy 3 ngày sau là có thể bán ra để rút tiền về được rồi, nên thanh khoản nó tốt hơn bất động sản rất là nhiều. Và chúng ta đừng có nhầm lẫn là thấy chứng khoán tăng thì bảo là thị trường bất động sản cũng sẽ như vậy. Các nhà đầu tư F0 thì tăng không dễ, bất động sản mua được nhưng bán là điều rất khó. Hy vọng là video này sẽ đem lại một vài góc nhìn cho anh chị các bạn, là nếu cảm thấy hay, hữu ích thì cố gắng để lại cho Thắng một cái like cho video này, để lại cái cảm nhận của anh chị và các bạn, và đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể cập nhật nhiều video khác. Ngày hôm nay thì có rất nhiều cái tàu du lịch nó đang đi qua khu vực này nên là nó hơi ồn một tí, anh chị và bạn thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và bạn.